Bây giờ có những người giàu thiệt là giàu đi chăng nữa mà cả đời họ vẫn là khổ vì vật chất. Có nhiều người ta ông này bà nọ luôn, người ta vẫn là bận tâm bận trí, người ta không có thời gian được rảnh rỗi cái đầu óc như thế. Rồi cuối cùng một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì là của mình đâu, vì mà cả đời mình là bồi dưỡng cho được chỗ đó. Bây giờ mình là người nghe đạo rồi nè, mình nên xem lại, mình nên chọn. Hôm qua có con bé đó 25 tuổi, nó cũng đang làm việc công ty đồ này kia, mỗi ngày nó nghe những đức giảng, xong nó nghe nó bình tĩnh, nó suy nghĩ kỹ lại, nói tuy là con làm có tiền nhưng cái có tiền của con, cuối cùng con nghĩ rõ ràng bây giờ không có gia đình cũng không được, mà dù có giàu sang phú quý cỡ nào cũng bị đeo mang trong một gia đình, từ khi nghiệp duyên bị trói buộc ra không được, chứ bây giờ con có cơ hội thoát được, con không nhào vô làm gì, con xin cha mẹ con hết rồi, gọn công việc lên hết, phát nguyện đi tu luôn, vào phục vụ nuôi người già, cuộc đời có ý nghĩa hơn. Mạnh dạn phát tâm luôn mà cũng sáng sủa lắm á, có trình độ học vấn luôn. Từ nơi đó mà mỗi một con người mà mình chọn con đường đi tu là cái góc độ mình phải chọn, phải hiểu. Nên mới nói rằng sự chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Phải chọn, nhận thức cho sâu sắc, suy nghĩ cho thật kỹ, và đã chọn rồi đi cho tới luôn, không có nói rằng là mà lùi lại đâu. Chỉ có tiến à. Tu hành là quyết tâm, chỉ có tiến, đem cái mạng này ký gỡ luôn, khỏi cần nói mà nói cái tiếng lùi lại sợ gì nữa chứ. Phía trước thì bao nhiêu cái tốt đẹp, lùi lại thì rắn rít sói lang rầm rì giặt mình không còn miếng thịt, nhớ nghe. Nên đã tu hành là nhất định tu được, chỉ cần phát tâm cho mạnh. Có một cái chú này hồi chiều ông gặp Nhân Đức, ông hỏi một câu: thầy tuy con mỗi ngày con niệm Phật nhưng mà tính tình săn hẳn của con dặn chắc nặng lắm, mà con cũng niệm Phật mà con vượt qua chưa được, quá nặng à, khi con cũng tức con luôn. Bây giờ thầy chỉ con cách nào mà nhận thức sâu sắc nhất. Những Đức nói có hai lần mà cuộc đời Những Đức cặn kề với cái chết, xác thực luôn. Một lần tại vì Những Đức bị viêm cổ nên Những Đức dùng miếng bột rin ti vậy đó, hồi lúc đó người ta đưa cho thông cổ. Có một lần bột đó nó mặn quá, bỏ vào miệng một cái nó khô nữa, nó nhuyễn, bỏ vào một cái tự nhiên sặc một cái, cái bột đó nó bám vào cần cổ, nó bám vào cổ họng lại, nó dính cứng ngắc cổ họng luôn, thở lên không được, nghe thở lên được mà nó xuống không được, nó lên mà nó xuống không được, kinh không? Là bột thì nó bám cổ họng hết luôn vậy đó, cứng ngắc cần cổ à, cái mình chỉ ngước lên không mà nó xuống không được nữa, mà người lên không là gần chết rồi đó. Lúc đó những đứa đang ngồi trong phòng, ý niệm đầu tiên là gì? Mình chạy ra ngoài cầu cứu. Ý niệm thứ hai là gì? Nếu chạy ra ngoài mọi người bu lại, không cứu được mà mình chết, nó còn đọa hơn. Thôi, nếu thọ mạng đến, nằm đây luôn, bấm cửa cụp, nằm trong phòng chịu. Quyết định niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Niệm một chút nó sắc một phát. Bây giờ còn ngồi đây. À. Một lần tổ chức chương trình khiếm thị mới đây nè, vừa tổ chức chương trình khiếm thị xong dọn cơm sẵn hết trơn, lên ăn cơm thì lúc đó thường những đứa không có cắn ớt mà thích dầm ớt, từ xưa giờ ăn ớt chưa bao giờ cắn ớt, mà phái cái mùi ớt là phải dầm miếng, nghe không? Cái tự nhiên chấm rau vào cái nó dính cái miếng ớt dầm vào thì nhai chung luôn, nó sặc ớt một phát. Tự nhiên nó sặc ớt một phát, một cái tự nhiên cái nó cứng ngắt cuốn họng mà lúc mới bị gần chết, nhớ nha.
Là nói gì nè? Nói như vậy đó. À, nó tự nhiên nó vậy đó. Và ớt nó tự nhiên nó lồng từ ở dưới nó lồng lên, nó lồng lên tới trên luôn. Rồi tự nhiên nó cái kế bên là chú Tùng Đức, chú Tùng bên kia chứ không phải bên đây. Thì chú Tùng Đức ổng như con gà mắc đẻ. Bây giờ của mình mà ai giúp mình, của mình mà ai giúp mình. Thì lúc đó mình như Đức ngồi trên ghế mà nó thở không có được. Mà mình cảm giác mặt mình nóng lắm gì nữa. Nó như vậy thì cái mặt quý vị nó sẽ đỏ lắm, và mắt quý vị sẽ chảy nước mắt liền. Đau đớn lắm quý vị, không đơn giản đâu. Thì trong tâm niệm như Đức nói, lúc này mà cái lúc này mà để tìm sự sống thì là chết chắc. Tìm sự sống nó làm cho mình tim bị đập mạnh thêm, dồn dập và sợ hãi. Thì nó làm cho mình lúc đó mình nếu chết đi thì không có giảng sanh đâu. Thì lúc đó những Đức ngậm miệng lại. Ví dụ như mở miệng thì làm nè, và ngậm, là chỉ còn một chút hơi thở để mà niệm câu Phật hiệu để chết thôi. Ngậm miệng lại, niệm. Niệm trong tâm của mình là để cầu sanh cực lạc thôi, chứ không còn nghĩ sống nữa. Tại vì mình là người niệm Phật, ý niệm cuối cùng rất quan trọng. Thì niệm một phát nó tự nhiên phình ra cái, tự nhiên nó thở lại bình thường. Rồi hết chưa? Đó là hai lần cận kề cái chết. Nó cực kỳ là tích tắc luôn. Khi mình trải qua những cái giai đoạn như vậy thì mỗi một người mình hãy tự hỏi lại chính mình. Quý vị lúc đó còn mang tâm giận gì nữa không? Còn cái gì mà không buông trong những giây phút đó? Xong những Đức vừa nói với chú này xong, những điều đó những Đức nói, chú có muốn sanh cực lạc không? Ông nói, con thật sự cái cõi đời này con ngao ngán quá, quá nhiều cái khổ thầy à. Dù là con không phải nghèo gì mà cũng khổ nữa. Khổ trong một gia đình. Nên con gặp tịnh độ, con niệm Phật, con muốn sanh cực lạc. Những Đức nói, muốn sanh cực lạc. Như vậy thì chú mang cái tâm kia đi theo chú thì khó sanh cực lạc lắm. Bây giờ những Đức hướng dẫn chú, tự nhiên nó sanh ra tư tưởng, nó hướng dẫn ông này mà những Đức nhắc cả đại chúng nên làm luôn nè. Ngày nào cũng bỏ ra thời gian 2-3 phút. Thì quý vị nghĩ chắc bản thân mình nín thở không được phút đâu đúng không? Thì vị thử nín thở đi. Chơi thật á, nín thở đến lúc mà sắp chết, rồi coi là ý niệm mình là ý niệm gì. Ngày nào cũng nín thở khi mình sắp chết một lần. Ấn Độ thì dùng cách là dán chữ tử trước mặt để nhìn. Mà có lần gặp cái ông đó qua chùa Hộ Pháp tu, ông không hiểu ý của Ấn Tổ. Ông ra ông xăm cái chữ tử ngay cái chén. Thì trong sách thì có để treo ngay chân mày, dán ngay trên chén. Đó là cái văn tự thì chứ tổ sư mà. Ai tự nhiên treo cái chữ tử ngay lưng chân mày, dán ngay chén. Rồi ai mà làm cái điều kỳ cục vậy? Mình mà làm để coi người ta nói mình khôn hay khùng à. Mình thấy mình khác thường rồi đúng không? Ý là Ấn Tổ ngày dán cái chữ tử ngay cái điểm mà ngài dễ nhìn nhất. Ví dụ như bàn thờ Phật là mình thường lại dán ngay cái điểm tâm nào dễ nhìn, để mỗi ngày nhìn thấy chữ tử, để nhắc mình về cái chết, để nhìn thấu buông xuống cuộc đời. Là tổ sư làm. Rồi tổ sư nói rằng mỗi lần ngủ là một lần chết. Phàm phu mình vô hiệu hóa về hai thứ này 100% luôn. Dán chữ tử vẫn không cảm nhận sâu. Ngủ thì cho tôi ngủ thêm chút nữa, ngon quá à. Là hai thứ này chịu thua à. Chúng ta không làm được luôn à. Bây giờ những Đức hướng dẫn quý vị chơi thiệt luôn. Mỗi ngày, ngày nào cũng phải có một lần nín thở giống như gần chết. Chơi thiệt luôn. Rồi mang ý niệm cuối cùng khi gần chết là niệm gì? Để tập thành thói quen. Khi cận tử nghiệp cũng là nín thở. Rồi nhất định sẽ niệm Phật
cầu sanh Cực Lạc. Chắc chắn luôn. Tại vì sao? Quý vị hãy để ý, con đường nào chúng ta đã từng đi qua đi lại hoài thì con đường đó chúng ta sẽ quen. Còn con đường nào mình chưa từng đi qua thì nhất định mình sẽ không quen con đường đó và sợ con đường đó, đúng không? Như vậy thì con người chưa từng cảm giác đến cái sự chết thì con người này thường sợ chết. Còn một con người thường tập chết thì con người này sẽ quen đối với cái chết. Tại sao chúng ta không tập quen đối với cái chết? Để khi cặn tử nghiệp đến với mình, chúng ta sẽ rất tỉnh táo khi cái chết cận kề. Đa phần con người khi gần chết, chúng ta rất nhiều ý niệm mà lúc còn sống chúng ta chưa làm xong. Bây giờ chúng ta hãy tập khi mình gần chết, ý niệm gần chết mình là ý niệm gì? Nên tập từ đây cho đến ngày mà mình sẽ chết. Cái này quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Nên làm đi. Cả những đức hướng dẫn ông đó mà từ nay những đức sẽ làm, ngày nào cũng sẽ có một lần hai lần làm điều này. Tại vì nó có một phút hai phút mà, nín thở mà, không được phút đâu. À, bây giờ gì nữa? Thấy chưa? Đó, thấy kinh không? Đó, mình chơi mình nín thở một phát, thử nó làm sao? Đó, cái nín thở của mình lúc đó, cái nín thở cho nó bình tĩnh để bản thân mình nhận thức được điểm nào mình chọn. Tại vì nhất định cuộc đời mình sẽ gặp chỗ đó. Không có ai mà tránh khỏi cái chỗ mình sẽ không thở được cái gì. Không có tránh được đâu, sớm muộn cũng gặp à. Đó. Nên người tu hành danh tiếng càng lớn thì nên cảnh tỉnh mình cái câu chuyện của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không kể đó đó. Người tu hành đó đó, danh tiếng địa vị càng lớn thì nên cảnh tỉnh chỗ đó. Nhớ hết sức cẩn thận. Vì một đời luống qua mà không giảng sanh uổng lắm, cực kỳ uổng luôn. Nên tất cả chúng ta nếu thật sự quý vị là người niệm Phật cầu sanh Cực Lạc thì nhớ nè, mỗi ngày chúng ta phải thường nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Phải gây dựng chỗ này cho nó mạnh, phải gây dựng cho cực kỳ mạnh. Và tất cả sự bệnh đau, sự trở ngại gì trong cuộc đời chúng ta, quý vị phải nhớ tu hành, quý vị nên vui trả qua báo đi. Tu hành nên vui trả qua báo. Qua báo là gì? Ở cuộc đời này nó đang gặp nạn nè. Vợ, chồng, con, thầy, trò, Phật tử, đủ loại thành phần. Nó đang khảo đảo mình trong cái cuộc đời này. Rồi thêm thăng trả nợ bệnh hoạn, ung thư, bệnh này bệnh kia, đủ loại bệnh. Như buổi sáng coi cô đó có người chồng, chồng của cô bị căn bệnh gì mà ngay cần cổ cuốn họng, không biết ung thư gì, cái cuốn họng nó lòi ra bên lớn này, nguyên cái cuốn họng nó banh hết luôn, rồi nó lòi cái cuốn họng ra bên lớn này, rồi cuốn họng như là cái cục mỡ sình vậy đó, nó lầy hết vậy đó, rồi dây nó chuyền theo đây, nó gắt vào đây thêm miếng dây để chuyền theo cái đường ống gì đó, rồi bắt đầu nó nước nào mà nước giải đàm giải nó đi ra cái lỗ này một bên, nhiễu. Cái cô lấy bông gòn, cô ngồi kế một bên, cứ ngồi kế một bên, cô chấm nó nhiễu. Cái nước trong đó nó chảy ra đó, mà nước đó mà mình nấu súp thì thôi à, hết sảy luôn. Hoặc là nó nước cốt dừa chế vô bánh bò rồi đó. Ăn bắt gì đâu, nhìn cái cần cổ kinh khủng thiệt. Đó, đúng là Phật nói trong kinh, muốn sống không được, muốn chết không yên không. Nhưng quý vị nhớ, mỗi một người chúng ta ngồi đây, từ người tu tới người cư sĩ hàng Phật tử, mỗi người chúng ta
Có khi mình cũng gặp những chặng bệnh như vậy, không có tránh khỏi. Vì sao? Thân tứ đại rã rời chả mọi cách khác nhau. Nó giống như chú Hồng xiệt điện cá, thấy chưa? Vì cha, vợ, vì con xiệt điện cá, vì biết rằng xiệt 10 năm chú Hồng, chồng cô Hải chưa? Ở bên hộ pháp. Thấy quả báo hiện đời không? Tu hành phải quả báo hiện đời không? 100% luôn. Quý vị biết rằng ai đã từng xiệt điện cá thì quý vị sẽ biết. Dù con ếch nó lội Pháp ép. Ai xiệt điện biết liền gì đâu. Con ếch nó lội xiệt nó ép. Còn con cá lóc xiệt cái vậy đó. Điện mà giật một phát là nó thẳng người ra. Như quý vị bị điện giật, quý vị cảm giác làm sao chưa? Quý vị bị điện giật cảm giác làm sao? Kinh học. Vì mà ổng xiệt 10 năm. Quý vị biết bây giờ chú Hồng là ổng bị bệnh rút, là theo cái khớp U lên. Còn tay ổng có mấy cái tay gì nè, cái tay ổng gì nè. Cách nay 4 năm về trước bác sĩ khám nói rằng 2 tháng nữa chú bị mù. Ông về ông nói thầy, bác sĩ nói con 2 tháng nữa bị mù. Con sợ con mù sau này người ta chăm con bắt tiện thầy. Những đức nói khỏi lo. Mình là người niệm Phật sanh cực lạc mà mù thì chơi theo mù. Sợ cái gì? Sợ cũng không được. Lo sợ chỉ cho nó mệt thêm. Từ đây tới 2 tháng còn lâu quá. Ước gì 2 ngày nữa coi như sao. Ông nói chờ 2 tháng con thấy mau lắm. Mà thầy nói 2 ngày. Nói 2 tháng chờ lâu quá. 2 ngày cho nó mau. Người niệm Phật cầu sanh cực lạc chờ mau nhất luôn, phức cho rồi. Thì bác sĩ nói 2 tháng đúng không? Ông biết trong 2 tháng này mỗi mặt của ông phải niệm Phật hết, toàn tâm toàn ý, đừng nghĩ gì hết, thử coi sao. 4 năm rồi chưa mù. Xác thực luôn. Cô Hải đây nó rõ ràng luôn. Nó bác sĩ khám đó, 4 năm chưa mù. Nhưng mà qua báo phải trả. Là xiệt điện 10 năm dữ quá. Ông xài xiệt nhiều hơn cô đúng không? Cô có 2 năm là cô giọt. Còn ông chịu thêm 8 năm, ông làm nhiều. Thì quý vị biết theo khớp nổi cục nha. Ở dưới mắt cá bự vậy nè. Vậy nè, cục. Ghê lắm. Kinh lắm. Ý gan là mình bị giật. Bị giật gút lại vậy đó. Ghê không? Tai vậy nè. Co vậy nè. Những đức mong, những đức nói những điều này cho cái nghiệp ông tiêu mau. Chứ sao? Nhiều người cảnh tỉnh. Cái nghiệp sát sanh ghê lắm. Vậy thì cái cần cổ của chú này là gì? Sát sanh. Sát sanh. Quý vị coi, chúng ta lúc ăn mặn quý vị thấy không? Con ếch mình dính, lật cái bụng lên, cầm cái dao, sát, lấy hai tay làm nè. Phải không? Phải cắt cổ ếch, phải là hai tay nó không? Đỡ lên phải không? Mà mình đè nó xuống, sát. Cái dao kia cắt chân, cắt tay, cắt lột, sát. Ngay cái bụng, ép, môi ruột, ép. Liên quan bên rồi bị lột chuỗi lũi, đầu bị cắt luôn mà nhảy. Có không? Quý vị, mà ếch bị thấy rõ ràng. Tôi và cậu ếch nè. Quá biết mà, đúng không? Đó. Nên từ nơi đó, rồi quý vị nghĩ đi. Cắt cổ gà. Quý vị đã từng cắt cổ gà chưa? Đạp hai cái chân, đạp hai cái cánh gà. Nhổ lông măng ngay gần cổ. Xong mài cái dao. Ọt ẹt. Phải không? Quý vị nghĩ đi, vì giết nó sự đau đớn cỡ nào chưa? Đúng không? Rồi con heo. Nhà mình ngày xưa đám giỗ, đám cưới, anh em tập trung lại nhau bắt đầu giết con heo. Ngày xưa là ít mua thịt mà. Ví dụ như tới năm đám giỗ ông bà nuôi con heo sẵn. Tới năm bằng con heo. Có những gia đình giết bò luôn. Có nè, bên nội như Đức ngày xưa thấy rõ ràng.
Bắt đầu là con heo bị để ý. Bây giờ mình tu mình mới thấy, phải đè con heo xuống, lấy cái mác đâm vô cổ họng nó. Thì quý vị thấy rằng, nếu như đặt vai trò mình là con heo mà người ta cầm dao, cầm mác người ta đâm vô cổ họng mình, quý vị nghĩ sao? Cái sự quán thù được cỡ nào quý vị biết không? Thì cái quả báo sát sanh. Nên tất cả bệnh tình, ung thư, tật nguyền, lùng lé, hô súng đều là dính vào sát sanh hết. Quý vị thấy có những người không? Cả vô chùa kìa, ở bên kia có bà cụ kìa, y rang là hai cái chân mà ngày xưa mà mình bắt ếch mà mình bẻ đùi vậy đó. Hai của cái chân của bác khi bác sanh ra là hai cái chân bác gì nè, khi bác đi là gì nè, y rang là bẻ chân con vật mà bây giờ chịu cái quả báo gì vậy đấy. Nên tất cả chúng ta sanh đến cuộc đời này nghe, bệnh đau này kia nghe, toàn là do nghiệp sát mà ra. Quý vị coi một con người gì mà cần khổ banh chành hết trơn, nó lòi ra cái cục mới lớn như cục mỡ mà bị sình vậy đó, rồi bên gắn sợi dây nước đàm nhiễu ra toan 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 toan, kinh không? Những đức nói chú ơi, bữa nào những đức cho một cô xuống hứng một chén đem gì làm nước cam lô, ghê không? Cái nghiệp sát sanh mà bây giờ ổng mỗi ngày nghe pháp như đức giảng, thấy không, niệm Phật, nghe pháp, thường cứ ngồi chờ nghe trực tiếp hai buổi giảng, và bắt những buổi chủ nhật nghe giảng, giảng xong ngồi niệm Phật nhép môi. Bây giờ ổng nghe những công đoạn này thì sao? Bây giờ chú cứ nghĩ đi, cái quả báo chú sát sanh kinh quá. Bây giờ nó trả qua báo ở thế gian mà qua báo trả một, quả báo trả một tỷ lần. Quý vị coi, ở thế gian này chỉ có mang cái thân này bệnh đau một lần, chết, sanh cực lạc. Quý vị biết, ở trong tam đồ ác đạo địa ngục vô gián, nó nói là vô gián là không gián đoạn, là sự đọa lạc khổ đau không gián đoạn. Một ngày chết không biết bao nhiêu lần và sống lại. Trong một ngày nhìn đầy cái xác mình nằm ở trong địa ngục hết chứ, đầy luôn. Có nghĩa là mình giết chúng sanh sao? Mình sẽ đỏ, mình chịu y gan vậy. Bây giờ những đức hỏi vị, quý vị đã từng chiên cá chiên xù chưa? Nguyên một con cá đang nguyên vẹn vậy, để cho nó sống, bắt cái chảo dầu lên cho nó nóng. Quý vị nghĩ cái chảo dầu nóng cái nào chưa? Bây giờ chúng ta nấu ăn lâu lâu này mà dăng miếng dầu vô tay, quý vị thấy nóng cái nào? Vậy mà bây giờ đem nguyên con cá sống bỏ vào chảo dầu, lấy cái nắp đẩy lại. Vì cái nguyên lý của chiên cá chiên xù, mà để nó chết thì nó không xù. Ta thử nấu mà kinh nghiệm, hiểu chưa? Để nguyên con cá sống bỏ vào chảo dầu đang nóng, bỏ vào đẩy lại, rồi dầu, độ dầu quá nóng xù lên. Quý vị nghĩ đau đến cỡ nào chưa? Bây giờ quý vị nghĩ, chúng ta giết nó như vậy thì khi chúng ta đọa trong địa ngục thì sao? Chảo dầu lớn hơn, quỷ sứ bự hơn, nắm đầu mình liễn vào đẩy lại. Nhưng mà một ngày biết bao nhiêu lần chưa? Đã nói là không gián đoạn, thì một ngày không biết bao nhiêu lần liền mình vào chảo dầu. Rồi quý vị lấy mũi chĩa, bị đâm chuột, đâm ếch, đâm cốc, đâm lương, đâm con gà, con vịt gì đó, bị đâm mình chọt nó, thì khi mình chết thì mình xuống đó, quỷ sứ cầm mũi chĩa đâm mình. Quý vị để ý thì thường mình đâm được con vật, mình đâm một phát là mình đưa lên gì đúng không? Thì y rang ở dưới địa ngục luôn, đâm một phát đưa về chỉ toàn ten cho mình. Nói vậy thấy kinh chưa? Nói đến đoạn này nghe mà gỡn ốc chứ không, muốn sanh cực lạc đặng đọa địa ngục, đừng nói chuyện giỡn chơi. Và Thượng Tịnh Không thì nói, nếu bạn không sanh cực lạc thì đọa địa ngục, bạn chọn đi. Năm giới mới có được thân người, nên bạn tính nguyện niệm Phật cho mạnh để bạn mới sanh cực lạc. Nên mỗi một con người mình biết, mình sẽ sát sanh biết bao nhiêu mà nói chưa. Nên bệnh đau đến với mình là chuyện bình thường. Nhờ tu đó, nó bây giờ nó chuyển thành bệnh nhẹ nhẹ đó. Thì thấy những đức thuyết pháp mỗi ngày, xài chỗ nào ảnh hưởng chỗ đó. Ngày nào cũng thuyết pháp nói chuyện ầm ầm, thì còn khổ đau cả tuần nay. Bữa nay mới hồi phục được chút, nhưng mà liền viết, một là cổ kim can, hai thì nó lan chứ làm sao. Nếu cần cổ này mà liền
như vậy mà sau này là cần cổ mạnh luôn, hết động đậy nổi rồi đó. Tại vì nó luyện dữ quá. Một tuần khang tiếng dẫn dẫn pháp bình thường, hôm qua làm nguyên ngày 5 buổi, mấy đứa nhỏ nữa 2 buổi của mấy cô đó, với 2 buổi sáng, 1 buổi chủ nhật, 6 buổi luôn. Ngày nay sơ sơ cũng được 4 buổi. Mà tiếng bữa nay hơi khỏe nè, tiếng này ngon đúng không? Đó. Tiếng ngon. Đó, gan. Giờ còn nói được không nói, mai mốt nó hết nói được sao? Như cái ông nó lòi cục ra. Không nói được gì. Nghe chưa? Cái nghiệp sát sanh ghê lắm. Nên con ruồi, con muỗi, con kiến không dám giết. Vì con muỗi nó bay lên nó cắn mình, mình không cho thì mình nói thôi bạn ơi, tôi máu ít lắm, đi chỗ khác. Lợn nhỏ mập kia chích nó đuổi đi. Tự nhiên lợn chích không cho mà giang cái tay lên đập cái bẹp, dẹp lép. Bẹp, dẹp lép. Có nhiều người ác lắm, nó chưa chích nó bay ngang cái. Chính. Vậy là nói tôi hay vậy đó nghe. Mũi bay ngang. Giống như số 1 nhanh lắm. Đó, được gì đâu. Đó, còn có những người trong một giấc ngủ mà để cái máy bắt không biết bao nhiêu con mũi chết mà nói trong một giấc ngủ. Đáng sợ chưa? Đó. Đó. Nên mỗi người mình nhờ biết tu đó, bây giờ nghe đạo biết rồi đâu dám sát sanh nữa, mà còn ăn trái trường nữa. Nó hay ghê không đó. Nên cái nghiệp sát sanh là một cái quả báo cực kỳ ghê gớm, ghê gớm lắm nghe. Nên gặp cái pháp môn niệm Phật này, đây là đại pháp. Ý niệm của bạn mỗi ngày nuôi ý niệm gì? Nhớ hồi nãy nghe, ngày nào cũng tập chết một lần. Mấy bà già ngày nào cũng tập chết lần đi, còn trẻ cỡ với sư cô trẻ trẻ cũng tập chết. Nấu ăn không có rảnh, không có rảnh thì bỏ thời gian 2 phút vô cái kho, vô kho mấy thầy thì rảnh vô phòng. Thì ghê vậy là tạo, ngày nào cũng chơi kiểu đó chẳng bước ra. Mô Phật, từ hôm nay không dám giận hờn ai nữa hết chứ. Nó. Còn mấy cái bà mà giận chồng đồ đó, nghe gì rồi về làm cái Mô Phật, từ hôm nay thi chủ không dám giận chồng nữa thầy ơi. Thấy không? Ý niệm nó cuối cùng nguy hiểm quá, biết không? Đó, ngày nào cũng tập gì đi là hiền liền à. Hiền liền à. Rồi khi mà mình nín thở vậy đó, bây giờ mình để vàng bạc châu báu, nhà mình nhiều tiền của, rồi sổ đỏ đất đai này kia, mình bày nguyên một đống trước mặt mình, rồi nín thở. Nín thở để mình nhìn. Mình nhìn để mình ý niệm mình nghĩ, nếu như cái này là mình chết thiệt, vậy những thứ này mình có cầm theo không? Đúng không? Giúp mình nhìn thấu. Giúp nhìn thấu rồi là xả liền, không nói dòng do chứ. Tạo cái mà cầm theo được sao không tạo? Cái cầm theo không được để đây nhìn làm gì? Còn sợ ăn trộm ăn cắp. Nên mấy bà cụ mà đi vô chùa tu mà muốn giảng sanh á, tin Phật đã quyết định ở thường trụ rồi, đừng có để vài cắt trong túi làm gì. Đem bỏ vô thùng Tam Bảo hết đi. Xong. Rồi con cúng dường Tam Bảo. Cúng dường Tam Bảo là ngon nhất. Vì sao? Vì cái người làm việc trong ngôi Tam Bảo làm không đúng gán chịu. Còn riêng mình cúng dường Tam Bảo là cúng dường cho Phật Pháp Tăng, giáo pháp Đức Thế Tôn tới 12.000 năm. Bây giờ mới có 3.000 năm, chưa được 3.000 năm, còn hơn 9.000 năm nữa. Vì chỉ cần cúng dường Tam Bảo thì đó là cúng dường cho Pháp Đức Thế Tôn 9.000 năm trụ thế gian. Lo gì? Còn quý vị cúng dường cho thầy Đức hay cúng dường cho một cái tên nào, coi chừng không được ngon. Vì sao?
Dù đưa cho những đứa cũng cúng sao? Dạ con xin cúng dường Tam Bảo. Tại vì thầy là Tăng Bảo nằm trong ba ngôi báo, nên con cúng dường cho Tam Bảo. Vậy thì vô cùng viên mãn. Xin thầy con cúng dường cho thầy, cúng dường cho tôi mà. Hiểu không? Nên từ nơi đó nó không viên mãn bằng cúng dường Tam Bảo. Quý vị cúng dường cho một mình tôi, mà tôi cũng chưa phải đạt đến Tăng nữa. Chứ cái chữ Tăng trong Tịnh Độ đó là gì? Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Cái Tăng trong những cái pháp tu khác là Phổ Hiền và Văn Thù, Tả Hữu. Từ nơi đó mình chưa đạt đến Tăng thanh tịnh, nên từ nơi đó cúng dường là gì? Đại diện Tăng để nhận cúng dường, thì chúng ta cúng dường Tam Bảo. Đặc biệt nhất cúng dường cho người tu hay cúng dường trong chùa đều dùng câu cúng dường Tam Bảo. Chắc chắn quý vị sẽ không sai 100% luôn. Thì cúng dường như vậy hoàn toàn công đức, mà không dính dáng ai hết trơn, không dính dáng. Còn quý vị cúng dường cho một người đó, mai mốt quý vị kể công, kể ơn. Còn quý vị cúng dường Tam Bảo mà kể gì thì sẽ cảm ơn. Nó cúng dường Tam Bảo, thầy cầm giùm con làm việc gì thì làm, đúng không? Cái chuyện đó của thầy. Còn việc của con là cúng, việc thầy làm thầy hãy tính, việc gì thấy lợi ích thì thầy làm. Quý vị thấy hay không? Cúng dường như vậy thì tuyệt vời, không dính dáng ai. Đó, nên chỉ cho mà làm. Rồi cái tâm mình nó lại thông dong tự tại, gọn ghẽ sạch sẽ, lo niệm Phật, hết quần hết áo có người mua, không để ở chuồng sao sợ. Mình bây giờ liều mạng niệm Phật giảng sanh, không mua quần cho tôi. Tôi lấy cái mền tôi quấn lên, tôi chánh điện tôi lễ Phật. Thử có mua không biết. Dám gan không? Đúng không? Mà người ta đã hứa rồi mà. Nói giờ thầy không mua tôi đúng không? Được. Chiều nay tôi lên tôi tu, tôi sẽ lấy cái mền, tôi sẽ quăng ngàn đầy, tôi lên tôi lễ Phật, giữa chừng gớt cái mền. Gán chịu. Phải đi mua đồ cho mình là sợ gì, đúng không? Mình mà toàn tâm toàn ý, mình nương Tam Bảo rồi, mình không còn cái nghĩ ngợi gì nữa chứ. Cuộc đời của con từ hôm nay là nương náo Tam Bảo. Tâm này mà tu vậy thì chắc chắn phước báo mình lớn cực kỳ luôn, không có thiếu cái gì hết chứ. Yên tâm đi. Còn nghĩ ơi, cúng thì cúng, nói vậy thôi, để dành chút đỉnh, lỡ tu được gì rồi xong luôn, bó tài. Tu không được gì, làm gì tu không được. Người ta tu được, làm gì mình tu không được. Không có cái lý tu không được. Chết được không? Chết mà còn được, làm gì tu không được. Đến lúc chết chúng ta cưỡng lại cũng không được. Nên cuộc đời con người, nói với phái nữ nè, ai đã trong đây đã từng đẻ, đẻ là thê thảm nhất. Trong kinh có bộ kinh nào nói tu là thập tử nhất sanh không? Không có. Mà kinh Du Lan Phật nói là đẻ thập tử nhất sanh. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình, dí là người đẻ. Một mình phải chịu đựng. Mà Như Đức hỏi rất nhiều phụ nữ luôn. Như Đức hỏi mấy cô đẻ khổ không? Bà nói không có cái khổ gì bằng đẻ. Thấy chưa? Vậy mà quý vị còn dám đẻ. Vậy tại sao quý vị nói tu không được? Mà ngày xưa có những người, người ta đẻ 12 đứa con. Gia đình những Đức làm xui, có một gia đình đẻ 15 đứa. Chắc cái bà đó có 15 cái trứng. Bà vớt hết luôn. Ghê không? Mà đau khổ như vậy, vậy mà đẻ, kinh thiệt, phải không? Vậy thì làm gì tu được. Bây giờ trong cuộc đời các cụ đã thấy bao nhiêu cái gian nan trong cuộc đời chưa? Khổ cỡ nào? Bây giờ vô đây làm gì mình không chịu đựng được các cụ? Muốn giảng sanh, chịu đựng được hết. Nên Phật Thích Ca Mâu Ni ngày khuyên mình khổ, chịu khổ một đời ngắn ngủi thôi các con. Đúng không?
Mình tu người ta đi ngang người ta lấy cái tay làm nhặn cái đầu mình, nhặn cái đầu xuống mình, mô Phật. Nhặn thêm cái nữa, A Di Đà Phật. Nhặn cái nữa mình nói Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Phật là nhẹ, A Di Đà Phật là nâng cấp. Mày cũng đè đầu tao nữa, Nam Mô A Di Đà Phật. Ý hai chữ Nam Mô là cung kính đó, biết không? Quay về nương tựa Tam Bảo. Còn mình tưởng nó định lực mình cao quá, Mô Phật chưa được, A Di Đà Phật là một danh hiệu, mày cũng không buông tha, Nam Mô A Di Đà Phật. Hiểu không? Nó nên quý vị nhớ. Nên mỗi người mình niệm Phật, nó có nhiều cách niệm Phật. Mình niệm sao cảm thấy nó đặc biệt, nó vui, nó thích. Ví dụ như mình đang bực bội cái gì, mình đi vòng vòng chùa, A Di Đà Phật, 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 nó không thấy vui. Niệm sao phải không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thấy hơi vui vui rồi đó không? Thấy vui vui rồi đúng không? Mình tiếp tục A Di Đà Phật, Phật Phật. Chưa? Mình niệm vậy đó, miễn sao mình vui thôi. Mình niệm Phật mà tâm trạng mình nó vui nè. Hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật thì tùy vậy. Mà niệm cái kiểu như một câu nó thấy du dương một câu. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Phật. Tự nhiên vừa đi mà mình vừa niệm kiểu đó, tao tự cái cảm giác của mình sao mà nó gần gũi, nó thân thiết gì á, đúng không? Đó, có nghĩa là mình lúc nào mình niệm Phật, nó cái trạng thái của mình là giống như mình được gần với Phật, mình được thân thiết với Phật. Bây giờ một câu A Di Đà Phật không mà chưa vui vậy thì mình Phật, 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 Phật. Miễn sao niệm Phật thì thôi chứ làm gì, đúng quý vị? Thì thử đi, ai mà ở trong chùa này tâm trạng đang nặng nặng buồn buồn gì đó, cái bây giờ không biết tâm sự với ai, tâm sự thì không biết người ta có giải tỏa được không, mà nói bậy bạ đây có chuyện xảy ra, đúng không? Mà đi vòng vòng chùa, chùa rộng quá, mình vừa đi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình niệm mà cho đi vòng vòng mà tao thử đâu có thứ gì mà chợt gì khùng khùng gì cũng phải chợt, đúng không? Đấy, vừa niệm mà vừa đi bình thường. A Di Đà Phật, 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 Phật. Thấy chưa? Vui rõ ràng không? Cái quan trọng là câu Phật hiệu giúp cho con người ta vui. Mà bạn niệm câu Phật hiệu, mà bạn niệm mà bạn xả được cái khổ, cái buồn, thì bạn niệm Phật đạt. Thấy chưa? Đạt niệm Phật rồi đó. Quý vị thấy bao nhiêu công việc mà mỗi ngày, tại sao quý vị thấy lúc nào những đức cũng vui? Quý vị có bao giờ thấy những đức mà bực bội mà sân si đồ mà cái kiểu mà than thở không? Ít có Phật tử nào gặp những đức than lắm đúng không? Có bao giờ mà gặp quý vị mà ôi trời ơi. Cả tuần nay bình hòa không ai cũng dường. Có bao giờ mà nuôi chúng mà những đức nói chuyện cái kiểu đó không? Chưa bao giờ quý vị nghe những đức mà gặp những đức mà quý vị đó thấy những đức mà trời ơi. Okay, rồi mua đồ là mua đồ chứ có bao giờ mà qua mà gặp cái cụ này à, trời ơi, chuẩn bị mua đồ rồi mà không ai cũng dường hết chứ. Kiểu nó chắc đem đồ về bận, chắc cũng bận không vô. Bận mà nó tuột xuống không. Thấy không? Thì có thấy có bao giờ mà vậy không? Nên mỗi một con người chúng ta quý vị phải biết rằng là giúp cho nhau có niềm vui thì phước báo bao la, còn làm cho nhau đau khổ thì phước báo tự hết. Chùa mình vì sao mà phước lớn? Vui mà ré. Quý vị coi già, trẻ, bé, lớn, bầu, bì, ung thư, sida, ai vô ở cũng được. Vì sao? Những đức thật lòng nói với quý vị chứ, không có gì quý hơn là niềm vui hết.
đúng không? Niềm vui là quý nhất trong cuộc đời người. Vì biết hạnh phúc lớn nhất của đời người là gì? Nụ cười. Mình mỗi ngày có nụ cười là hạnh phúc lớn nhất rồi đó quý vị. Quý vị nói, cười đi, mai mốt biết còn cười nữa không? Kệ tôi. Ngày nào được cười thì cười, ngày mai không cười thì thôi. Lo làm chi cho nó mệt, đúng quý vị? Tối ngày lo hoài mệt thêm. Lây quay đây cũng mười mấy năm trong đạo rồi còn gì. Bữa nay đổ bánh xèo thì tha hồ mà ăn đi. Ngày mai không có bánh xèo thì ăn cơm. Ngày mai không có cơm thì ăn cháo. Không có cháo thì sao? Uống nước. Không mà nguyên cả cái vàng chùa mà uống nước cũng vui lắm. Tới giờ ăn cơm cũng ly. Cũng ly. Cũng ly. Trời ơi biết. Cái này mới biết được tu làm sao. Đúng không? Thì lúc ăn ngon thầy trò cùng ăn ngon. Vì ăn dở thầy trò cùng ăn dở. Đúng không? Nhưng mà quý vị thấy hồi đó giờ chúng ta sống với nhau ăn chay chứ cũng được đúng không các cụ? Cái đặc biệt là nghe quý vị, cả chùa tu đông gì mà không có ai khùng. Đúng không? Cái hay nhất của người ta là còn cái gì? Là sao? Có nhiều chùa có hai ba người thôi là bị khùng mà. Nên tại sao chùa mình nhà nước đưa quy tắc đó? Giờ tu là tu, niệm Phật là bình thường, chứ không có bằng đêm mà ngồi im im. Tên nào ngồi im im, nhà nước cho những quan cầm dây dây buộc cần cổ kéo. Thử mà im nổi không? Ngồi im có được, nghe không? Ngồi im 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 được hoặc là niệm Phật mà. Niệm kiểu đó có chừng ba trợn. Giống như có cái ông kia đi đến chùa mình, ngồi niệm Phật, ngồi niệm nè. Như đứa kêu những ăn như đứa ta 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 mờ. Từ nơi nào đến trở về nơi đó. Hỏi chú từ đâu đến đây? Ông nói nuôi cấm. Nói về nuôi cấm đi. Về đó ngồi mình với chim. Ở đây không có niệm kiểu này. Đây là niệm bình thường à. Ai với Đà Phật hoặc Nam Mô với Đà Phật bình thường, vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít mặc kệ. Cứ niệm Phật thôi. Chứ không có dùng ý căn, không có thanh tịnh tâm gì mạnh quá. Cứ từ từ. Vậy đó mà ngon. Tôi sợ lắm. Mấy người ngồi im im tôi ngán lắm. Mấy người niệm thời gian tự nhiên mấy người đứng lên. Em tàn 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 tàn. Trời ơi. Tôi thấy nhiều quá, tôi biết quá. Đó giờ tôi gặp bao nhiêu người tinh tấn rồi. Thôi, tôi không tinh tấn hết chứ. Mà càng tu càng vui, mà càng tu càng thông minh. Còn hơn là tôi thấy mấy người mà tinh tinh. Tinh tấn nó không đúng mà có chừng thành tinh tinh á. Lật ở đâu cũng ngồi hết chứ, ngồi. Còn đi thì đi giống như phim chậm. Có lần đi qua hộ pháp, có ông nó vô đi kinh hành, bữa nào cũng đi vòng vòng ngoài sân. Nhà Đức kêu vô, nhà Đức hỏi chú thấy đây có ai đi giống chú không? Ông nói ở đây không ai đi giống con, vì ở đây tu không bằng con. Nhà Đức hỏi chú nhà ở đâu? Anh nói gì thầy? Thì nói nhà cửa đi. Nói dạ nhà con ở Bến Tre. À gần vườn dừa đúng không? Khu vực đó sông nước mát. Niệm Phật bẻ dừa bố luôn. Ở đây không có dừa. Chú tu giỏi quá. Ở đây không có cửa dạy chú.
mời chú về Bến Tre. Cho về Bến Tre luôn cho biết. Thấy không? Ý muốn nhắc quý vị, vì giỏi ở đâu không biết, nhưng đi đến đâu hòa nhập giống người ta ở đó. Cái gì không hiểu thì hỏi. Đó là người gì? Là biết sống. Tu là gì? Là biết sống. Chứ tu mà không biết sống thì sao mà sống? Nên từ nơi đó, tu làm sao mà biết sống thì đó là người tu. Cái gì không hiểu thì hỏi, đừng có làm ngược lại, đừng có tùy ý. Cũng như nơi ở của mình mà người ta đến, người ta tùy ý, vì chịu không? Không. Vì thì quý vị đi đến người ta, quý vị đừng có tự ý. Hãy nhập cảnh nhập duyên. Vậy quý vị là người tu hành đó. Người mà vậy đi đâu cũng tự tin hết chứ. Đúng không? Đi vô đây người ta niệm Phật sao mình niệm vậy à? Đừng có làm cao xa. Cái công phu niệm Phật là gì? Cái công phu niệm Phật là nhập cảnh nhập duyên đều sống được. Quý vị mà bây giờ kêu những đức mà ngồi nói chuyện với ba trợn nữa, những đức nói cho thấy, những đức còn cha ba trợn. Còn khi nói chuyện sân si, quý vị thử đưa những đức vô sân si nói cho quý vị thấy, còn cha sân si. Còn nếu nói gì từ bi, những đức cũng có từ bi chứ bộ, quý coi đúng không? Nên cảnh nào duyên nào người ta cũng nhập được cái chân đó, thấy chưa? Mà trở về người ta được rồi, đúng không? Đó, giống như có một cái cô này, cô học, cô biết giới luật đồ cũng nhiều. Xong á, cô vô cái nơi kia cô ở. Cô ở xong cô nhìn, cô lắc đầu, cô nói gì đâu mà không biết giới luật gì hết. Nhưng Đức hỏi, ủa sao nhìn cô kỳ vậy? Con thấy mọi người đều sai hết thầy à, ai cũng không hiểu gì hết. Nhưng Đức hỏi lại, mà những Đức thấy mấy đứa không hiểu sao nó mập lù, mặt tươi rói, mà nó phục vụ chúng sanh quanh năm suốt tháng, không có chuyện gì xảy ra chứ. Còn cô biết thì sao mà cô sống gần nó chịu không nổi ngồi. Thì bởi vì cô không biết, nên con thấy họ vậy con chịu không nổi. Nên vậy là cô không phải biết, mà cô là chấp nặng. Cô chấp nặng cái biết của cô, và cho cô hơn người ta, mà đi sống với con người thấp hơn mình, nên cô không sống được. Đây gọi là gì? Tạo ra cái ngã của bản thân, nên không nhập cảnh nhập duyên được. Hiểu chưa? Nếu biết như cô, nhà Đức hỏi cô, cô đã đi mấy chỗ ở à? Bà nói, nhà Đức nói thôi được rồi, khỏi điếm tay nữa. Tôi thấy là được lắm rồi đó. Hỏi cô bao nhiêu chỗ ở mà cô còn điếm tay nữa. Vậy thì tôi biết cô trì giới cỡ nào rồi đó. Nếu mà trì giới như cô, tôi không dám trì. Tại vì cái dạng trì giới như cô gọi là trì giới gì cô biết không? Bà nói trì giới gì thầy? Trì giới lang thang. Cái vụ trì giới lang thang nữa trời. Suy nghĩ nghe mấy cô, suy nghĩ nghe. Mình là trì giới đạt định. Chứ định là gì? Định là trong cảnh duyên nào cũng sống được là định. Còn bây giờ mình đạt đến cái cảnh giới trì giới lang thang. Tôi không dám trì giới lang thang. Hiểu không? Tôi không biết. Tôi ở đâu tôi cũng ở được. Tôi sống đâu tôi cũng nhập cảnh nhập duyên được. Sống vui vẻ. Hiểu không? Thấy người ta bưng cơm nên ăn oai nghi, tôi ăn được oai nghi. Thấy người ta ăn cơm, gấp ăn, tôi cũng gấp ăn. Người ta ăn được sao tôi ăn được vậy? Còn cái tâm tôi sao tự tôi biết. Vậy gọi là cái gì? Bên ngoài bình thường, bên trong tự hiểu. Hiểu chưa? Vậy thì mình ở đâu mình cũng tu được rồi. Gọi là trì giới đạt định. Định là gì? Chữ định đây là không nhiễm. Chữ định đây là trong cảnh nào cũng nhập được để sống là định. Còn bạn trì giới lang thang là đi đâu cũng không vừa lòng, đi đâu cũng không vừa ý. Vậy thì cái này tôi không dám học. Tôi học cái này tôi đi lang thang thấy không sao? Nguy hiểm.
Chứ làm sao mà nói nó có tình có lý. Vì nghe thấy thích không? Tôi hỏi mà không vỗ tay tôi bực mình lắm. Đúng không? Không, mà những gì mình nói là mình làm được dễ mà quý vị, hiểu không? Đó, nên mong rằng các cụ trong chùa, đại chúng chùa mình nghe, siêng niệm Phật đi quý vị. Dù trong cuộc đời có gặp cảnh ngộ khó khăn gì, cứ nắm câu Phật hiệu. Ôi ôi, hồi chiều gặp bà già kia, bà nói một câu, mẹ của Hạnh đây nè, mẹ của Hạnh, nói rõ ràng luôn. Thầy thầy, hồi xưa chưa tu của thầy, nhất quên lắm thầy ơi. Đi là thời gian bị liệt. Liệt sao bà cụ? Liệt nửa người, thấy không? Vô chùa mình niệm Phật không? Bà nói bây giờ khỏe bình thường luôn, hết tai biến, đi đứng ngon lành. Bây giờ còn tin niệm Phật lắm thầy. Ô, thấy không? Đó. Hồng niệm Phật có nhiều cảm ứng thù thắng quý vị. Quý vị biết ở bên hộ pháp, cái bà cụ già 90 mấy tuổi té cái cúp cái tay gãy, thì Đức nói đưa bà xuống bệnh viện cho bác sĩ coi lại sao. Thì gãy tay mà quý vị, 90 mấy tuổi, xuống bác sĩ Vũng Tàu kêu chuyển thành phố ngay cái trung tâm chỉnh hình. Vô nó nói bà quá già mà bà ăn cái gì mà sao máu bà tốt gì. Bà nói tôi ăn cơm. Để biết ăn cơm rồi. Mà ăn cơm với gì? Bà nói ăn chay. Trời ơi, bà 90 mấy tuổi mà máu bà tốt quá. Bây giờ bà 90 mấy tuổi mà đút ốc đút này đút kia vô nó đau dữ lắm. Bây giờ hỏi bà cụ nè, bà để y thinh bà chịu không? Bà nói tôi đâu có muốn đi bệnh viện, thầy kêu tôi mới đi. Chứ bây giờ già rồi, gãy chỗ nào bỏ chỗ nấy. Bác sĩ nói đặc biệt ghê, từ xưa giờ mới thấy bà già dễ thương công nhận. Bà nói gãy chỗ nào bỏ chỗ nấy, công nhận người buôn xả thấy ghê. Gãy cái tay bà nói bỏ. Bác sĩ nói nó còn dính toàn ten, chị cứ để. Còn tưởng đâu lấy ra được, lấy giùm ra luôn đi. Bác sĩ xanh mặt xanh mày chứ. Bà về cái tay y nguyên gì nè, thấy không? Thì có miếng giải buộc để gì thôi. Về niệm Phật bình thường, 3 tuần sau buông ra, lấy tay làm gì nè. Mình ngồi kế bên mình xử gớt cái tay thấy mồ. Vậy mà bà lắc. Bảo giờ bà nổi tiếng quá trời luôn. 90 mấy tuổi niệm Phật tay tự lành, gãy lành luôn. Người thật việc thật kìa. Nó có dịp Phật tử qua hộ pháp dẫn lỡ có người thật việc thật tay ngon lành luôn. Bà cụ kia miệng méo, giật một cái ngủ đêm sáng. Nhưng Đức nói ủa sao sáng nay miệng bà kỳ, không biết sao kỳ cục cái miệng kỳ cục. Bẻ nó thử coi. Không được thầy ơi, miệng kỳ quá. Nó bạn cơm được không? Nó lọt ra hết rồi. Thiệt méo. Nhưng Đức hỏi bà niệm Phật nó coi. Ok, bà chỉ miễn mà nghĩ Phật là được rồi. Đâu bẻ nó thử cái này. Nó kỳ cục quá trời. Xong những Đức ngồi bữa nào sáng cũng qua chơi với bà. Nhưng nói bà thử nha. Bà thử thí nghiệm bà vui nghe. Bà đừng có buồn với cái bị méo miệng nghe. Chắc nhiều đời nhiều kiếp cũng chữ chồng chữ con nè, chữ con này con nọ, chữ cha chữ mẹ nè. Bà nói không biết đời nào mà chắc đời này đâu có chữ. Như Đức nói nhiều đời nhiều kiếp không biết đời nào nhưng mà đời này không có chữ. Nói là ok, đời nào không biết nhưng mà chắc chắn có quả báo này. Bây giờ đời này nó mới méo miệng, bà đừng có buồn nghe. Không có buồn nào mà. Nhưng nó nói đâu bà niệm Phật rất là có duyên. Ai vô Phật. Những Đức nói bà cười thôi coi. Cháu là méo miệng quá. Bà thường cười nghe chứ bà cười quá nghe. 3 tuần sau tự nhiên cái miệng nó còn méo mà làm gì nè. Những Đức qua bà gặp Những Đức nói thầy ơi. Nói gì? Miệng lại méo hả?
coi đó coi, à đúng rồi, đỡ rồi, đỡ rồi, được 60-70% mà, được rồi đó. À, cố gắng, bây giờ bẻ được chưa? Bà nói, được. À, được, 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 nhẹ bớt rồi. Nó nghĩa là những cái cơ nó thông bớt rồi, là nhờ cái tâm bà vui, nó thông cơ, thông gan, ha, nuôi dưỡng tế bào bệnh, khỏe lại, thấy không? Bây giờ bà tập theo những đức nghe, chỉ bà. Bây giờ ngày nào lúc rảnh bà cứ niệm Phật và dùng cái cách này. Bà chơi một tuần sau miệng của bà bình thường luôn. Bây giờ cái miệng không còn méo miếng nào, không dùng một viên thuốc, không chăm cứu gì hết luôn, tự hết. Đặc biệt không? Người thật việc thật 100% luôn. Mà đa phần các cụ già trong chùa mình cũng uống thuốc gì đâu, khỏe re. Thấy chưa? Thấy rõ ràng không? Lòng tin Phật, nuôi mặt tâm linh, vui vẻ hoan hỷ là trị bệnh còn độc hơn nữa. Chứ đừng nói chuyện dở. Nên Đại sư Hoằng Nhất này nói câu này, một câu A-di-đà là viên thuốc thần diệu, nếu ở đây không uống thật là ngu lắm mà. Nên quý vị phải thường niệm Phật nghe. Cái câu Phật hiệu thù thắng lắm. Anh chàng té xuống biển một cái rầm, trôi bồng bềnh ở dưới biển. Khi té xuống biển một cái nghe, anh chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, cầu xin Đức Phật từ bi gia hộ cho con thoát cái nạn kỳ này, con về con nghỉ đi biển luôn. Trôi bồng bềnh dưới biển niệm Phật, tự nhiên nhiều cảm ứng kinh lắm. Nên bắt công đoạn đó cho mấy đại chúng coi một lần. Có trên mạng những đức giảng á, có hình ảnh ổng luôn. Lấy công đoạn có hình ảnh của ổng luôn. Những đức chỉ nói có cái đầu à, nói chút xíu à, rồi cái đoạn của ổng nói còn chút xíu, những đức kết luận. Bắt cho coi, ổng kể cho mà nghe. Đặc biệt lắm, trời ơi, 4 ngày 4 đêm lang thang dưới biển. Ghê chưa? Niệm một câu Phật hiệu, ổng nói rằng nè, người ta hỏi ổng vì 4 ngày 4 đêm á, ăn ai cho ăn? Ổng nói là tự nhiên tới giờ muốn ăn, có người đem đồ ăn đến cho ăn. Trời, ở dưới biển mà có người nào đem đồ ăn cho ăn chắc mày già quá. Không biết ai đem đồ ăn đến cho ăn, mà cảm giác không phải ăn như là lúc mình ăn cơm bình thường, mà là cảm giác ăn. Vì lúc uống thì sao, là tự nhiên hấp nước biển. Tự nhiên lúc không uống thì nước miệng nó mặn, nhưng mà lúc mà cần uống nước thì hớp nước biển ngọt ngay. Kinh chưa? Là ông kể 100% luôn. 4 ngày 4 đêm nắng ở dưới mặt biển. Biển ông nói là ở dưới biển sâu như vậy mà ông đứng giống như đứng trên bùn, và nước biển chỉ có ngang đây thôi. Trời lạ ơi, làm gì biển mà cạn kỳ cục vậy? Vậy coi kinh không? Quý vị thấy niệm Phật một câu Phật hiệu cảm ứng vậy đó, nó quá thù thắng. Nghe mà nó mê. Không biết niệm Phật thù thắng đấy không? Nó bây giờ ông nổi tiếng luôn rồi. Mà đúng là câu Phật hiệu hay thiệt. Vừa niệm một câu Phật hiệu nói cho người ta nghe, trên mạng bây giờ tập trung ầm đến phỏng vấn ông. Cuối cùng tiền bạc cho ông quá trời luôn. Bây giờ khá. Niệm Phật vậy, câu Phật hiệu thôi bây giờ mà nhiều người ta đến tìm ông. Nhà báo nó chụp hình luôn. Thấy chưa? Mà những đức giảng đưa ông vô luôn. Bây giờ nổi tiếng, một ngày hai ngày là vài trăm ngàn người coi ổng, tự nhiên vô tình nổi tiếng. Kiểu này chắc nhiều người cũng nhảy xuống biển. Người ta đó là bất chợt, người ta niệm Phật cảm ứng. Chứ mình mà cố tình vì danh lợi mà nhảy xuống nó chìm ngủng, cá mạch nó vớt mình luôn đó cho biết, nó nghe sợ. Nó này mà nhớ đó. Nó thấy không, cái chuyện cảm ứng niệm Phật nó thù thắng chưa. Nên con Phật hiện phải nắm cho chắc. Có một đứa bé 8 tuổi đi với bà với mẹ trên xe, chạy đường đèo mà ở Đà Lạt, đèo gì đèo gốc cao, chạy en, đứa bé giỡn sao rầm cái gì tới, đứa bé gớt xuống đèo 15 thước. Ghê chưa? Mình bây giờ cũng tan xác cái chuyện đứa nít 8 tuổi. Xong ẵm đứa bé lên, máu miệng máu mũi, ốc ra. Mẹ nó biết niệm Phật, nói
nó chết là chắc rồi. Thôi kêu xe đến, đưa lên xe, đưa lên bệnh viện Tùy Duyên, trên đường niệm Phật, nó có chết đi, được tái sinh tốt đẹp. Niệm Phật tới bệnh viện, tự nhiên mở mắt ra. Mẹ hỏi có sao không con? Dạ không. Kinh khủng chưa? Đưa vô bác sĩ khám coi có nội thương không? Khám, bác sĩ nó không có nội thương. Lục phủ ngũ tạng sao bác sĩ? Bình thường. Chảy xước miếng, chảy máu một chút xíu. Vì máu ở đâu chảy ra? Ọc máu độc ra. Thôi. Kinh khủng thiệt, rớt 15 thước. Bà dẫn đứa bé đến gặp Nhân Đức luôn. Bà nói thầy coi nè, đeo máy niệm Phật, té 15 thước mà không bị một chút nội thương. Ọc máu ra mà bác sĩ nói ọc máu độc. Kinh khủng không trời. Vậy thì câu bậc hiệu chưa? Không chịu niệm Phật nó niệm cái gì? Không tưởng tượng được luôn, cái gì ngoài sức tưởng tượng. Bây giờ chúng ta chỉ nói cho những người niệm Phật chúng ta tin tưởng thôi. Còn người nào không tin thì thôi, đừng có coi. Hiểu chưa? Bây giờ mình nói để tăng tính tâm người niệm Phật, quý vị coi đó. Nói giờ quý thầy mấy chú này thấy chưa? Hồi xưa mới vô chùa đâu có được cái tướng gì đâu, như những đức ngày xưa. Ồ, kỳ cục lắm trời. Thật ngày xưa những đức kể với vị nghe mà, hồi xưa mà mỗi lần mà đi chơi mà định chọc cô gái nào đó là vô mặt kiến coi soi gương cừ đến cỡ nào vừa. Vô duyên vậy. Sợ cừ đưa cái bằng não quá, bự quá, người ta không yêu. Cuối cùng vô mặt kiến soi gương cừ vậy nè, hi 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 hi, người ta nói cừ giống mệt già dê. Cuối cùng nó cũng không yêu luôn. Vậy mà cứ sợ rồi không dám cừ. Mà càng sợ hô thì nó hô, nó lòi ghẹt. Mà hô ghê lắm. Cách đây 8-9 năm về trước thì biết không, nhìn một cái gặp một cái người ta đi ngang tự nhiên cào vô mặt người ta. Ta quay lại ta nói trời cái thứ tôi gì mà dê thế ghê. Nói dạ đâu có, đâu có dê. Hỏi sao kỳ hô. Đi ngang quơ ngang là đụng thôi chứ đâu có dê. Kinh hồng hô đến mức vậy luôn. Cuối cùng tu từ 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 không bị cái hô câu thúc. À, nhớ nhớ cái câu này hay nè. Ngày xưa là không hiểu bị hô câu thúc, bây giờ hiểu rồi không bị hô câu thúc nữa, là xả cái tâm hô. Cuối cùng cừ bình thường luôn, và kệ mồ mày muốn hô gì mày hô. Tâm vui vẻ bình thường, không? Tự nhiên giảm hô. Các cụ coi giờ đỡ hô cuối cùng. Đúng không? Rõ ràng đỡ hô, không? Còn có cái chú đó, ông vô chùa bị mớm. Chồng mớm mới sợm luôn. Mớm mới đo cái miệng, đưa tước vô trong cái cạp đưa ngoài nhìn. Ông nói, con khổ tâm với cái mớm này là tại vậy? Mặt gì nó gãy kỳ cục. Ai có đau chân thẳng chân không sao? Thẳng chân sau chân. Mớm mà đến nỗi cào đưa ra cái miệng nằm thuốc ở trong, còn mình thì lòi ra ổng đút túi thuốc trong. Vì cái cuộc đời nó vô duyên thế ghê. Mình thì mình muốn vô một chút, còn chả thì muốn đưa ra một chút. Thằng mớm thằng hô gặp nhau, mình nói tôi nè tôi buồn vì số phận bị hô nè. Ổng nói con buồn số phận bị mớm. À đồng cảnh ngộ. Ông đừng có buồn, tôi ngày xưa tôi buồn tôi hô ác đạn. Bây giờ tôi ông nghe lời tôi, ông đừng có buồn vì mớm nữa, ông hãy bình thường với cái mớm đi. Nghe lời. Một năm sau ông nói, ông lời ông nói cảm ơn thầy. Trời ơi bữa nay nó đỡ mớm thầy coi con nè thầy. Ủa sao mặt ông này ngon vậy nè. Nghe lời thầy niệm Phật vui vẻ. Bữa nay đỡ mớm rồi thầy ơi. Đặc biệt ghê chưa? Chỉ có vui thôi đỡ mớm. Mà con Phật hiệu này hay lắm nghe, mình mà hô là mình niệm nó xích vô. Găng như đức ngày xưa thưa lắm mấy vị, mà niệm giờ nó khích lại. Chứ đâu có đi câu găng gì đâu. Ngày xưa hay găng, găng phía trước ta tưởng là găng thưa nói dối. Mình nói tờ, ai cũng nói mình nói dối chứ. Trong khi mình nói thật mà. Mình niệm từ từ từ, này khăn găng nó khích lại một chút nghe. Nói dối chứ làm gì găng thưa nói dối. Ai muốn nó thưa đâu, hiểu chưa? Vậy mà cuối cùng mình niệm giết mà cái người hô thì biết niệm Phật nó đỡ hô là sao biết không? A-di-đà-phật. A Di Đà Phật. Không không?
nó đè vô nè, đè vô, đè vô. Mà quý vị không có nghĩ nó đè vô, mà tự nhiên sao á, nó vô từ từ. Ngày xưa răng như tức là nó đưa ra gì nè, đưa cái gì nè, mà bây giờ từ từ nó co lại. Ồ chưa, nó đỡ hô. Còn cái ông kia ông mớm tuốt vô trong vậy mà từ từ nó nở ra. Thấy chưa, vậy mà ông lộn nó còn cảm ơn thầy thiết ghê, chào chào, nó cảm ơn Phật, cái pháp này của Phật để lại. Nói, nhưng mà thầy hướng dẫn, nhờ thầy mà hôm nay con đỡ mớm mà thầy ơi. Nó thấy chưa, đặc biệt không. Còn có một cái cô trong chùa nghe, bà bị lé, tối ngày mang cái mặt lé. Bà nói bà không dám gặp ai mắc cỡ, gặp người là chánh. Chọn cái nghề gì biết không? Lau nhà vệ sinh để không thấy ai. Thêm cái nữa là gì? Dọn dẹp xào đồ để không thấy ai. Cuối cùng càng ngày càng lé. Tại vì sao? Chánh người mắc cỡ, lé luôn. Mặt từ từ buồn hiu, cái mặt bự ra gan, gan cái tấm thớt. Kinh khủng không? Nhân Đức nói bây giờ Nhân Đức khuyên cô nè, từ hôm nay không buồn gì lé nữa, cười lên. Bà nói được không thầy? Cười lên. Cô cười thử coi. Cười kỳ cục quá, thôi kệ cười là được rồi, gán cười lên. Cười lên cái coi. Bà sao cười có một bên, cười thêm bên kia coi. Sao bà cười bình thường, bà cười bình thường coi. Hả miệng ra. Từ đó sau kia bà cười, bữa nay mặt sáng sủa lại. Hỏi bà bữa nay bà cô còn buồn không? Còn ngại cái lé không? Hết. Thấy chưa? Niệm Phật vui vẻ, quên đi cái lé. 100% luôn. Bây giờ quý vị coi, bây giờ quý vị thấy nè, bây giờ điển hình là thầy Nhẫn Lăng nè, chùa mình nè. Hồi xưa mà mới vô tu á, nhìn như đúng là thư sinh áo dài. Nhìn một cái là thấy nết na đầm thắm. Mà bây giờ quý vị coi, một tướng trượng phu đã nổi lên từ thở nào. Thì coi quá mạnh mẽ luôn. Không, bữa nay Nhẫn Lăng chuyển tướng ghê vậy chứ. Hồi xưa nhìn yếu lắm nghe, mà sao lúc này mà tại sao rất là mạnh mẽ luôn. Cái sư cô nhìn thấy rõ ràng không? Bên này là 100% tu. Không, Nhẫn Đức nói là nói Nhẫn Lăng ngày xưa yếu đuối, nhưng bây giờ nè, tu Nhẫn Lăng đã chuyển hóa rồi. Bây giờ gương mặt mạnh mẽ. Hồi xưa là Nhẫn Đức nói thật, hồi xưa có nhiều cụ là gặp Nhẫn Lăng mà nhất là đổi cái nón mà sát sát rồi, là nhiều bà cụ có gặp Nhẫn Lăng là bà nói là chào sư cô. Gương mặt giống ni hoặc tròn á. Vì mà bây giờ ai mà kêu sư cô mới sợ luôn. Ai mà kêu sư cô chắc người đó bị lé. Bây giờ là tướng trường phu nổi lên luôn. Bây giờ mấy anh em mình đây nhìn gương mặt không ai mạnh bằng Nhẫn Lăng. Không thiệt luôn á. Không, rõ ràng quý vị. Lòng lành chuyển tướng thay tên. Thấy không? Nó rõ ràng chưa? Bây giờ ông chuyển tướng rồi nè. Quá đu luôn. Không, mà vô lúc này cái đỉnh đầu của Nhẫn Lăng nổi lên cái cục bự lắm nha. Tu từ từ nó ốc nó nổi lên. Thông minh. Thấy không, quý vị thấy không? Tướng rất mạnh mẽ. Nào, bây giờ mấy anh em đây đi coi hình năm xưa đi. Mấy anh em nhìn mình bèo nhèo lắm đúng không? Mà bây giờ nhìn mặt mày không? Không phải tu hành thay tướng, đổi tướng thay tên đúng chứ? Quý vị thấy không? Cứ niệm Phật đi, xấu cũng thành đẹp. 100% luôn. Đó. Quý vị thấy mà giảng tịnh độ mà kiểu này phải người ta thích niệm Phật không quý vị? Rõ ràng luôn. Nó nên Nhẫn Lăng mai mốt không có cười mím mím nữa. Thấy không? Mà không có cần trai, đàn ông trai mà không có mà. Không có cười gì. Thấy không? Thấy không? Đi thì phải tay cum là lận ha. Chỉ đạo mấy anh em. Mấy anh em, coi lại đây, lại đây, lại đây biểu. Bữa nay chúng ta sẽ lót gạch cái chỗ này, ha.
chỗ này phải lót cho nó đàng hoàng, đi chỉ là cho nó được nghe không? Làm xong dọn dẹp sạch hết à. Giờ chiều anh em mình ngồi ăn bánh uống nước đồ chơi nghe nó. Không? Chứ không có kiểu mà mình chỉ đạo xong mình không có gì. Mấy bà nữ mấy bà cười kệ mấy bà, còn mình là đàn ông. Có nhiều gần đường ít, đàn ông là phải vậy đó nghe mấy anh em cười lên. Cỡ nào cũng đưa miệng ra chứ không có được mà. Vậy là có được nghe. Ừ, mình đàn ông mà vậy nó yếu lắm, nữ mới vậy, nữ thì người ta mới yếu. Đúng không mấy anh em? Giống như ngày xưa cô gái chải tóc bên bờ ao, ngồi bên bờ ao, hiểu không? Nó thẹn thùng. Còn bây giờ mình là nam di đại trượng phu mà. Nó mạnh mẽ lên. Từ nơi đó không giảng mà làm cho người ta vui vậy thấy không? Trời nhìn xuống chúng sao ai cũng đẹp quá trời vậy. Một nụ cười còn 10 thang thuốc bổ. Mới bị thấy hồi nãy giờ cười bao nhiêu nụ cười chưa? Bởi vì những đức mà hôm qua các cụ cũng trông đúng không các cụ? Thầy qua thầy làm mình vui đúng không các cụ? Nó bây giờ mà cười kiểu này thì khỏi cần ăn gì nó cũng no. Này lưu bu quá không có mua gì cho các cụ, nên nói chuyện cho cụ cười nhiều nãy giờ đâu có đói đúng không các cụ? Nhưng đức nói cụ nghe, mà các cụ mà cười nhiều vậy tối hôm nay các cụ ngủ á là tự nhiên nghe, các cụ nằm ngủ nửa đêm tự nhiên cụ làm. Tại vì sao? Bằng ngày nghĩ gì bằng đêm nghĩ nấy, nghe không? Bằng ngày mình cười nhiều gì là chút tối ngủ mình cười, thôi kệ thà cười còn hơn là mới mà kiểu đó thấy ghê lắm á cụ. Hồi chúc đại chúng an lạc nha. Ai với đạo Phật. Rồi chúng ta hẹn gặp ở cực lạc nha quý vị. Rồi chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.